Công chúa hả? Em làm răng đi ha, anh đợi dưới đây nè, có gì xuống nhanh với anh nha. Thôi đừng có làm phiền em nữa, em với anh chia tay rồi. Sao anh làm phiền em hoài vậy? Em đã có bạn trai rồi. Cái gì mà không tin? Anh này, anh cứ làm phiền em hoài à. Anh gọi điện, anh nói giúp em mấy câu nha. Ok. Alo. Đúng rồi, tôi người yêu mới. Ừ, quen cũng lâu lắm rồi. Ừ, tôi với hả cô ấy hạnh phúc lắm. Vui vẻ, vui vẻ lắm. Ừ, đúng rồi. Sắp cưới luôn. Ừ, tụi tôi sắp cưới luôn rồi. Ừ. Anh nghe thấy chưa? Anh nghe bạn trai tôi nói cái gì chưa? Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Cái gì? Nói chuyện sắc sược á hả? Cái gì? Anh qua đây hả? Anh dám không? Anh dám không? Qua đây hả? Anh qua đây đi. Đây nè, nha khoa thiên sứ này, 234 Trường Hưng Đạo quận 1 nè. Anh có ngon anh qua đây đi. Bạn trai tôi ha, mặc áo khoác xám nè, đeo mắt kiến nè, mang đồng hồ nè, đi giày nè, quần tây đen. Anh có ngon anh qua đây đi. Không qua nha làm con đót nghe chưa. Rồi em ơi à, làm răng xong chưa xuống? Mày biết tao là ai không hả? Tao đố mày biết tao là ai á. Mày ngon mày lên, đừng có lên giọng. Mày qua đây mày gặp tao nè. 234 Trận Đạo nè, nhà khoa thiên sứ. Mày ngon mày qua đây. Bận đồ gì hả? Tao bận áo trắng mày, quần tây đen mày, mang giày mày. Mày ngon mày qua đây mày. Mày ngon mày qua đây. Tao chờ mày nha. 10 phút nữa mày không qua là mày có công chuyện mày với tao nha. Ok. Alo em ơi, hôm ấy mình ngưng làm găng đi, mình ra lại liền nha, anh gấp lắm rồi. Tại vì mình thấy cái thằng mặc áo xám mà giày đen qua đây không? Dạ không anh, em đâu có biết gì đâu. Em đi chân không rồi, em đâu mặc quần đen, đâu đeo đồng hồ mắt kính gì đâu anh. Rồi sao nãy nó hẹn đây mà, nãy giờ ngồi đây lâu chưa? Không biết. Thôi để về coi, để đi. Cái trời đất ơi, cái gì vậy? Người dép đâu? Nói sao đi về mua sao? Gấp mà đi. Khoan. Ủa? Hồi nãy đi vô đầy đủ lắm mà sao giờ nhìn te tôi? Anh nói sao đi nữa thôi. Nhưng mà nè. Anh hỏi thì tay được. Sao? Đi gấp lắm rồi. Khoan. Ủa đâu có mưa đâu.